đây là ca nâng mũi mà chúng tôi vừa thực hiện xong cho bạn này ở trên Phú Thọ. Các bạn nhìn kỹ vào cái ảnh này, cái nâng này. Đó, mũi thì nó không bị hết đâu. Đẹp đẹp. Và bây giờ thì nó sẽ khác hoàn toàn. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất cao đẹp. Thẳng luôn. Ông Ngọc Phạm này, ông có đến nâng mũi không? Tôi nâng luôn cho ông này. Đó, người có thể thấy là cái sống mũi rất là thẳng và đẹp. Nó có thể thay đổi hoàn toàn cả diện mạo của khuôn mặt. Với cái mũi ban đầu thì có thể là cái mặt nó sẽ nhìn cái cánh mũi hình thách, nhưng sau khi nâng xong thì nó tôn hẳn cái mặt. Bạn nhìn thấy không ạ? Và không hề sưng. Cho anh hỏi một chút là trong quá trình làm thì anh có thấy đau không? Bởi vì rất nhiều người thắc mắc là nó đau. Không đau đúng không? Đó. Các bạn có thấy rằng là cái mũi do cái cách làm nên là nó chọn được và nó hài hòa với cái mặt là cách làm đẹp nhất. Như mọi người để cái mũi cũ của mình có thể là nó sẽ không có đề gì, nhưng mà để đẹp hơn thì các bạn nên nâng lên, tôn lên. Cái này thực hiện trong 30 phút.